Mùa lần bắt đầu từ bao giờ đến nay cũng chưa từng rõ, nhưng theo một truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một ông thầy thuốc hiền lành vui tính, ông suốt ngày lên non xuống biển để tìm thảo dược chữa bệnh cho bá tánh. Tình cờ một hôm ông tìm được cây thảo dược lẫm linh chi có tác dụng trường sinh bất lão. Nhà vua nghe tin bảo ông dâng cây thuốc cho ông và ông sẽ phân cho vinh hoa phú quý, nhưng ông đã không dâng và trốn đi biển tích. Nhiều năm sau, có một con quái vật từ biển lên bờ phá hoa màu và hại người dân. Ông thầy thuốc nghe tin đã về tìm hiểu con quái vật và cho ăn cây thảo dược lẫm linh chi để biến con quái vật hung dữ trở thành con Ân ngày nay đấy các bạn ạ. Ông và Ân đã về trời, ông chính là vị Bồ Tát. Mỗi dịp Tết đến xuân về, Ân lại xuất hiện để mang đến sự may mắn cho mọi người. Như Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Đán và hôm nay Tết Hội Trăng Rằm.